Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Luật Máy Cưa. Hôm nay là ngày 30 tháng 10. Cửa hàng chúng em xin lên sóng cho anh em hai con máy cưa xích và review cho anh em nha, anh em nha. Dòng thương hiệu của Estin cho anh em luôn, và dòng này nó là dòng bãi Đức anh em nhé. Con X7 là con Estin 2L1 và con X8 là con Estin MS200. Nói về con này ấy, thì nó là đời giống nhau anh em nhé. Về bộ, những cái bộ ruột ở bên trong ấy thì nó là giống nhau, nó chỉ là hai con thì nó là khác đời thôi, khác đời sản xuất. Như con kia thì nó là đời cũ kìa, con X8 thì nó là đời cũ anh em nha. Còn con X7 này là con 201 này thì nó là hàng đời mới. Còn về công suất này, độ nóng của máy này thì nó là hoàn toàn giống nhau anh em nha. Đấy, con đầu tiên này đi thì em sẽ giới thiệu sơ qua cho anh nha. Thì con X7 này nó là dòng Estin 201 với đường kính trái bít tông là 40mm và công suất của nó là 36cc anh em nha. Và con X8 cũng là 40mm và công suất của nó là 36cc cho anh em luôn. Đấy, con này thì nó là hàng đời mới anh em nhé. Hàng là hàng đời cao đấy ạ, hàng đã được nâng cấp. Hiện tại trên thị trường nhá, có 3 đời như kiểu là Estin 020, Estin 200 và Estin 201. Đấy, nó giống như kiểu là Estin 380, 380, 381 và 382 bây giờ đấy anh em ạ. Đấy thì anh em cứ so như thế. Đấy thì con này là cũng là đời nâng cấp. Đấy, nó được tích hợp cho anh em này là có chụp giật trợ lực. Nhưng mà vì tại sao ạ? Như con X7 này này là giá lại có 3.400.000 mà con X8 thì nó lại là 3.550.000. Còn về hai độ con máy thì anh em nhìn nhau, máy móc thì hoàn toàn máy cực kỳ đẹp đúng không anh em? Nhưng mà con này thì nó lại được không được ưa chuộng máy này anh em. Em cũng không rõ tại sao nên là nhiều các bác lại không thích cái dòng đời mới này nhất, lại cứ thích cái hàng đời cổ thôi. Đấy, nên là giá thì nó có rẻ hơn cho anh em một tí xíu, nhưng mà xài con này thì em thấy nó cũng cực kỳ ngon cho anh em luôn. Còn về độ dài lam này anh em, đó, đây cho anh em đo trực tiếp luôn nha, là lam mặt cắt của nó đây, đó. Mặt cắt là 40cm luôn anh em nhá, đây 40cm luôn này, đây 40cm, và tổng thể độ dài của cây lam này là 45cm. Phần mặt cắt cho anh em là 40cm. Xích thì con này đã lên cho anh em một sợi xích mới để cho anh em về sử dụng rồi anh em nha. Dòng này thì về để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp cũng được, hoặc là về sử dụng khai thác tầm trung anh em nha. Dòng này là dòng 201C. Dòng C là dòng có chụp giật trợ lực, và dòng 2010 nha, thì nó sẽ không có chụp giật trợ lực cho anh em. Đấy, nắp xăng nó cũng là hệ nắp xăng cài luôn anh em nha. Nắp xăng cài như kiểu mấy cái dòng đời mới như 381, 382 bây giờ đấy ạ. Nắp nhớt cũng là nắp nhớt cài. Còn những cái hàng đời về sau này thì nó sẽ là nắp xăng bằng vặn, bằng ren anh em nhé. Nắp cài thì nó tiện lợi hơn, đến nữa thì nó sửa chữa và thay thế thì nó dễ dàng hơn. Khi em nhận được hàng thì anh em hãy bơm xăng lên giúp cả hàng chúng em. Anh em bấm cho em tầm khoảng 5-6 cái. Đó, chờ nó lên xăng. Đó, rồi công tác ở đây. Anh em hãy bóp ga lên, đẩy cái phần e này xuống dưới đất này giúp em nhé. Thôi. Rồi anh em giật cho em tầm khoảng 2 đến 3 cái. Đó, tầm khoảng 2 cái. Rồi anh em đẩy cái phần công tác lên. Con này thì nó sử dụng thắng xích, khóa xích để sử dụng đầy đủ nguyên cho anh em nhé. Bình xăng thì nó là dạng tích hợp cái dạng hình bình xăng trong để giúp cho anh em căn xăng, căn đồ nó dễ dàng hơn. Phần bên dưới này là đủ xăng pha nhớt, còn bên trên là đủ nhớt làm xích này, cho anh em xem cái phần mặt tiền của nó này. Và cái hệ lốc này thì nó là dùng chung với sản phẩm của máy dòng Estin 020 và 200 kia anh em nhé. Cái riêng cái lốc này với bụng nòng thì nó là hoàn toàn giống nhau cho anh em luôn. Nó được thiết kế nó nâng cấp lên thôi, nhiều cái chức năng hơn như kiểu là bơm xăng phụ này vào máy móc thì nó nhẹ nhàng hơn cho anh em. Còn cái hàng đời cũ như con X8 này thì nó này thiết kế nó có vẻ hầm hố hơn, nhưng mà nó lại không có núm bơm xăng phụ. Đấy, đây con X8 này đây, dòng này là dòng MS200 nhé. Đó, giá là 3.550.000, và giá này thì đã bao gồm cho anh em phí vận chuyển đầy đủ. Đấy, con này thì nói chung là nó chẳng có gì cả, tất cả thì nó rất là bình thường như mọi con máy khác thôi. Dòng này là dòng đời MS200 này, cũng là đời cao hơn dòng MS020 anh em nhé. Lam của nó thì cũng bằng con X7 luôn.
lam mặt cắt là 40 cm và tổng thể cây lam là 45 cm. Xích của nó là sử dụng xích chung 91, xích dùng chung sản phẩm của máy cưa điện anh em nhá. Đấy, lốc máy của nó đây, lốc thì anh em nhìn lốc hoàn toàn giống nhau với lại con X7 đấy, còn thấy không, còn mặt tiền đây, tổng thể cái máy nhá. Đó, con này thì cũng cực kỳ sáng sủa và cực kỳ vip rồi, hai con đều là hàng bãi Đức cả nên là anh em hoàn toàn yên tâm anh em nha. Đó, đó, con này thì nó không có núm bơm xăng nên là khi anh em nhận hàng nhá, anh em đẩy cái cần e giúp cả hàng chúng em xuống dưới đất, rồi anh em giật tầm khoảng 3 đến 4 cái cho nó nổ cái e như phát vừa nãy là được, anh em gạt lên nó giữa giúp em. Con này thì cũng là bình xăng ở là ở bên dưới và bình nhớt là nó ở bên trên. Bình nhớt là ở bên trên anh em nha. Đó, nếu mà anh em nào có nhu cầu mà ưng trong hai con này về sử dụng gia đình chuyên nghiệp và sử dụng khai thác tầm trung, giá 3.4 triệu và 3.500.000, giá này thì đã bao gồm cho anh em phí vận chuyển đầy đủ. Và cả hàng chúng em thì không cần cọc trước, anh em cứ xem đúng máy trên video anh em nhận hàng. Máy móc thì riêng cái phần máy móc thì anh em cứ phải yên tâm về cửa hàng chúng em. Máy móc thì đẹp nhích nách cho anh em luôn nha. Máy vào cũng cực kỳ sáng sủa và cực kỳ vip này, anh em nhìn không, nước sơn này đấy, nhìn không, phần mặt tiền của cả hai con nha, hai con phần mặt tiền này anh em nhìn không, chấm cho em xem là bao nhiêu điểm đấy, máy siêu vip chất lượng. Và anh em muốn đặt hàng thì chỉ cần thông báo cho em là anh muốn chốt con X7 hoặc là con X8 nhá. Ví dụ anh em muốn chốt con 200 thì em báo cho em là anh muốn chốt con X8, còn nếu mà anh em thích báo con 201 này thì báo cho em là anh chốt con X7 và để lại thông tin địa chỉ thì em sẽ đóng hàng gửi cho anh em đúng máy trên video anh em nhận hàng anh em nha. Vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.